Hello, em xin chào tất cả các bác. Em đang sống tiếp tục một chiếc đồng hồ để bàn thương hiệu là Citizen Saban. Đây. Số giờ là cọc nổi tia chảy, kim bằng hoa văn kim loại rất đẹp nha các bác. Chiếc này là xe đại rất to nha các bác, khủng lắm á. Toàn thân là gỗ dạng phủ piano bóng loáng màu đen nha. Xung quanh là hoa anh đào. Những cái nhành hoa anh đào. Chiều ngang của chiếc này là tới 48 cm, còn chiều cao là 24 cm. Sâu vô là 13 cm. Bên dưới là có bốn cái đế để lên nước sang nha các bác. Đồng hồ thì vừa để bàn trên giờ trang trí decor đẹp. Máy là máy kim trôi, máy lớn kim trôi sử dụng một kim chung. Cho các bác xem cái máy nha. Xe đại để mình chơi những cái con khủng khủng giống như vậy nha, rất đẹp. Đây, máy mới keng nha. Cái núm màu đỏ là để mình kích cho nó chạy nha. Bên đây cái tem là còn nguyên nha các bác nè. Tem và số series đều còn đầy đủ. Ha. Rồi bác nào yêu thích chiếc này thì cứ alo trực tiếp em nha. Alo qua số điện thoại 0918120267. Và đây cũng là số Zalo của em. Các bác kết bạn Zalo giúp em nhé. Để cần hình ảnh và video em gửi chi tiết nha. Em kết thúc video, chào tất cả các bác.